Muôn kiểu theo đuổi học vấn của sao Việt. Bùi Quỳnh Hoa, Kim Duyên gặp gành theo đuổi việc học. Con... Trời ơi mày đừng có làm cho mẹ khổ con ơi. Mày đừng Ninh Dương Lan Ngọc đang yên ổn bỗng khăn gói đi du học Úc. Và em quyết định là em sẽ bỏ hẳn để em đi học. Em đi Úc. Người có cơ hội đi học như xoài non lại vội vã trải đời kiếm tiền sớm. Ngọc Trinh vì hoàn cảnh khó khăn mà ngưng việc học hành. từng sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó. Điều kiện thì chỉ học mới cấp 2 vì hoàn cảnh gia đình Chinh phải bước ra cuộc sống Câu chuyện học vấn của dàn sao Việt vẫn luôn là đề tài được công chúng quan tâm Trong thời gian qua, những câu chuyện của xoài non Ninh Dương Lan Ngọc hay Bùi Quỳnh Hoa xoay quanh việc học hành đã làm netizen không ngừng bàn tán Nhìn chung các nghệ sĩ cũng có người có tinh thần hiếu học, có người còn hơi lười biếng Gây chú ý nhất trong vài ngày gần đây là Bùi Quỳnh Hoa, Miss Universe Việt Nam 2023 Nàng hậu sau khi đăng quang đã gây ra nhiều thắc mắc cho công chúng về học vấn. Theo như thời điểm sau khi lên làm hoa hậu của Miss Universe Việt Nam, thì Bùi Quỳnh Hoa đang là sinh viên của trường Đại học sân khấu điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng sau đó không lâu, phía đại diện của trường sân khấu điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh có lên tiếng xác nhận, cho biết Bùi Quỳnh Hoa bị buộc thôi học do vi phạm quy chế học tập. Vị đại diện cho biết, nàng hậu đã bỏ trắng nguyên học kỳ một năm học 2023 đến 2024. Việc Bùi Quỳnh Hoa bị buộc thôi học đã khiến dân tình không ngừng bàn tán, chê trách nàng hậu không lo học hành. Đến gần đây, netizen lại được phen dậy sóng khi biết Bùi Quỳnh Hoa chính thức trở thành tân sinh viên của trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Sâu chuỗi lại quãng thời gian học tập của bùi quỳnh hoa công chúng không khỏi ngưỡng mộ nàng hậu bởi trong 8 năm cô đã theo học tới 3 trường đại học bao gồm trường đại học kinh doanh và công nghệ hà nội năm 2016 nhưng chưa hoàn thành trường sân khấu điện ảnh Chí Minh năm 2023 bị buộc thôi học và gần nhất là mới nhập học trường đại học kinh tế quốc dân ai cũng mong bùi quỳnh hoa lần này sẽ học tập thật tốt sớm có được tấm bằng đại học cũng gặp gành chuyện học hành không kém bùi quỳnh hoa là á hậu kim duyên theo như tin tức chia sẻ trước đó kim duyên trong quá trình học tập của mình đã thay đổi liên tục ba chuyên ngành với bốn trường đại học cao đẳng trước đó Kim Duyên từng là sinh viên ngành tài chính, ngân hàng, trường đại học Nam Cần Thơ. Song có tin cho rằng cô đã bị buộc thôi học. Phía Kim Duyên sau đó giải thích đó là vì cô sang Singapore du học. Vì muốn trau dồi vốn ngoại ngữ, Kim Duyên chọn theo học tiếng Anh tại trường đại học Diêm Cúc trước khi chuyển sang chuyên ngành quản trị kinh doanh, trường đại học Stanford Raffles. Nàng hậu cuối cùng tốt nghiệp văn bằng Business Management của đại học Stanford Raffles ở Singapore. Cũng có tinh thần ham học hỏi không kém bất kỳ ai là Ninh Dương Lan Ngọc. Nữ nghệ sĩ đang yên ổn thì khăn gói đi du học Úc, làm netizen được fan dậy sóng rất nhiều đồn đoán xoay quanh việc đi học của Lan Ngọc, song rốt cuộc, nữ diễn viên chứng minh bản thân thật sự chỉ đơn thuần đi học nâng cao diễn xuất chứ không có bí mật sinh con hay kết hôn gì cả. Trong khi mọi người nỗ lực theo đuổi việc học thì xoài non lại khiến nhiều người thất vọng khi năm xưa bỏ ngang việc học để đi kiếm tiền. Nàng hot girl từng có phát ngôn gây tranh cãi về việc học và kiếm tiền, để giờ đây khi lật lại thì hối hận không kịp. Xoài non năm đó được cho là mới học hết cấp 2, đang học cấp 3 thì bỏ giờ giữa chừng. Cũng không thể theo đuổi việc học đến nơi đến chốn, Ngọc Trinh từng tỏ ra buồn bã vì khi xưa nghèo, không có tiền để đi học nếu hoàng nội y đã bỏ giờ việc học để đi kiếm tiền nuôi gia đình và trang trải cuộc sống cho đến hiện tại ngọc trinh vẫn luôn dây dứt về việc bản thân không thể học cao cũng là một điều gây ra nhiều khó khăn cho cô sau này